Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam, một nền chính trị hoạt động như hội kín. Ngày 20 tháng 3, blog Lê Quốc Quân trên VOA tiếng Việt có bài bình luận Tin đồn, tự do báo chí và cải tổ chính trị. Tác giả nhắc lại tin đồn về việc Chủ tịch nước ngã ngựa và những diễn biến trên chính trường đủ để người dân khẳng định tin đồn là đúng, với đỉnh điểm là thông tin về cuộc họp bất thường của Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 3. Tác giả nhận định khi tin đồn càng ngày càng trở nên ồn ào hơn và có vẻ chính thống hơn, thì người dân tự hỏi nhà báo đang ở đâu lúc này? Thưa, họ vẫn ở đó, đầy thao thức và nhiệt huyết của những người làm báo, nhưng họ đang bị hoặc tự bịt miệng. Hình ảnh bài bình luận trên blog Lê Quốc Quân VOA. Tác giả phân tích, trong một xã hội độc tài toàn trị, đảng cầm quyền luôn muốn thống lĩnh niềm tin của dân chúng để dễ bề cai trị, và truyền thông là lối dẫn quan trọng nhất, tác động trực tiếp đến trí não và nhận thức của người dân. Do đó, đảng phải triệt để nắm giữ phương tiện quan trọng này. Điều này đã được luật hóa bằng những nghị quyết của đảng, quyết định của chính phủ, và phóng viên không chỉ bị khống chế tư tưởng tại văn phòng, mà còn bị ràng buộc bởi bộ quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Do đó, tác giả bình luận không bất ngờ khi thấy hàng loạt nhà báo chỉ đưa tin bóng gió, đủ kiểu về một vấn đề, từ hình ảnh phi ngựa bị ngã cho đến hiện tượng hai mặt trời, cầu thủ bóng đá, đặc sản quê hương và bói toán hoặc quăng tin với những tính từ mập mờ, nước đôi. Tác giả khẳng định tự do ngôn luận là một nhân quyền, nó gắn liền với tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin của con người. Hầu hết, các quốc gia đều ghi nhận quyền tự do ngôn luận. Hiến pháp của Việt Nam cũng công nhận quyền này tại Điều 25. Hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhân vật trung tâm của các tin đồn hiện nay. Luật báo chí Việt Nam cũng có điều khoản quy định về các quyền góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí của công dân. Thế nhưng, theo tác giả, hầu hết các tờ báo ở Việt Nam đều im lặng trước những thông tin rất quan trọng, thu hút sự chú ý của toàn dân. Khi nhân dân lên tiếng thì báo chí lại trích lời của Tổng Bí Thư và coi là xuyên tạc, tung tin, tác động chia rẽ nội bộ, hòng phá hoại công tác nhân sự của đảng. Nhiều người đã phải chịu án tù hoặc bị phạt hành chính vì thực hành quyền tự do ngôn luận này. Tác giả nhận xét, một điều rất kỳ lạ là hầu hết các tin tức quan trọng về Việt Nam đều được báo chí quốc tế lên tiếng trước. Nghĩa là ở Việt Nam, chính sự bịt miệng đã đẩy những tin tức đi xa hơn, vì sợ đảng mà cố gắng chạy đường vòng xa hơn và phi chính thống hơn. Như vậy, nhân quyền trong nước đã thua xa đảng quyền. Vẫn theo tác giả, chuyện thay ngựa giữa dòng thể hiện quyền uy tuyệt đối của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, nhưng cũng là lời tố cáo mạnh mẽ về tính chính danh của nhà nước và giá trị của lá phiếu bầu nền quốc hội, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Rõ ràng, một người đại diện cho cả 100 triệu dân, theo hiến pháp, có thể bị một nhóm người yêu cầu rút lui mà vẫn là nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình. Đây là việc tước bỏ quyền lực của người dân đã trao cho Quốc hội định đoạt. Quốc hội đã theo đuôi ai đó để đi ngược lại ý nguyện của nhân dân hoặc phản bội lại chính quyết định của mình trong một thời gian rất ngắn. Tác giả đánh giá, trong một thể chế mờ ảo, mơ hồ về nguồn tin, chỉ có nội bộ đảng xử lý với nhau thì thật khó có thể phân tích được tỏ tường. Nhưng qua những biểu hiện này, chúng ta thấy chế độ độc tài toàn trị nhìn bề ngoài tưởng như vững chắc, nhưng luôn có những xáo trộn nội bộ rất lớn bên trong, và khủng hoảng có thể đến bất cứ lúc nào nếu người đang nắm quyền lực qua đời. Tác giả kết luận, trong sự phát triển của công nghệ và truyền thông như hiện nay, thật khó có thể tưởng tượng vẫn còn có những nền chính trị hoạt động tù mù như hội kín. Điều này chắc chắn cũng sớm muộn phải thay đổi bằng một cuộc cải tổ chính trị thực sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam, một nền chính trị hoạt động như hội kín. Vụ Chủ tịch Thưởng từ chức, quyền lực vô đối của Công an Việt Nam. Ngày 18 tháng 3, AFA tiếng Việt loan tin Quốc hội họp bất thường về vấn đề nhân sự, có khả năng bàn chuyện Chủ tịch nước từ chức. AFA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho hay, Quốc hội Việt Nam dự kiến họp bất thường vào ngày 21 tháng 3 để thảo luận về các vấn đề nhân sự chưa được xác định, theo một lá thư gửi cho các nhà lập pháp
Trong bối cảnh có đồn đoán về một cuộc cải tổ ban lãnh đạo cao nhất của đất nước do Cộng sản cai trị, theo AFA, nhiều quan chức, nhà ngoại giao của Việt Nam cho hãng thông tấn có trụ sở ở Anh Quốc biết khả năng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức có thể là một trong những vấn đề nhân sự mà Quốc hội sẽ thảo luận. Một quan chức Việt Nam được thông báo về vấn đề này đã xác nhận có cuộc họp, nhưng các cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Quốc hội không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. AFA dẫn ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân, một nhà quan sát thời sự Việt Nam sống tại Hoa Kỳ, nói rằng các cuộc họp bất thường của Quốc hội Việt Nam đã trở nên bình thường vì những bất ổn gần đây ở các vị trí lãnh đạo cấp cao. Hình ảnh bản tin trên AFA. Ông Quân cho biết, dù truyền thông nhà nước chưa đưa tin về cuộc họp, nhưng các bài đăng trên mạng xã hội khiến ông tin rằng Chủ tịch nước sẽ từ chức để chịu trách nhiệm về vụ việc tham nhũng liên quan đến các quan chức tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Ông cho rằng người có khả năng thay thế ông Thưởng là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Luật sư Quân nhận xét, gần đây Bộ Công an được cấp rất nhiều ngân sách, Bộ Công an có rất nhiều quyền lực, Bộ Công an tác động đến Quốc hội ra nhiều đạo luật để bảo vệ cho ngành công an. Bộ Công an thực tế đang củng cố quyền lực của mình một cách vững chãi, mạnh mẽ và giống như cánh tay phải của Nguyễn Phú Trọng để thực thi các công việc chống tham nhũng, đốt lò, hay nói cách khác là trấn áp những đối tượng mà bản thân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Bộ Công an cảm thấy không phù hợp. Trong đó, vừa có các quan chức lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam lẫn các nhà hoạt động tự do dân chủ. Phóng viên AFA vào chiều ngày 18 tháng 3 đã gọi tới Văn phòng Quốc hội để xác nhận chi tiết về cuộc họp hôm thứ Năm 21 tháng 3 sắp tới. Tuy nhiên, cán bộ nhấc máy nói không biết. Hình ảnh Bộ tứ quyền lực của Việt Nam. AFA nhắc lại tuyên bố từ Hoàng gia Hà Lan, theo đó chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Nội của nhà vua và hoàng hậu theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kiến vào tuần tới đã bị hoãn lại theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam do tình hình trong nước. Lịch trình đăng tải hồi tháng 2 cho thấy Chủ tịch nước và phu nhân sẽ đón tiếp nhà vua và hoàng hậu trong ngày 19 tháng 3, duyệt đội danh dự. Trong cùng ngày sẽ có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. AFA cũng đề cập đến cuộc họp bất thường của Quốc hội Việt Nam vào tháng 1 năm ngoái để chấp nhận đơn xin thôi chức của Chủ tịch nước, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, người đã phủ nhận bản thân và gia đình có liên quan đến công ty Việt Á trong bài phát biểu sau cùng. AFA cho biết thêm, ông Thưởng, 53 tuổi, giữ chức Chủ tịch nước vừa mới tròn một năm. Chủ tịch nước tuy chỉ là chức vụ giữ vai trò mang tính nghi lễ, nhưng lại là vị trí biến động nhất trong tứ trụ trong vòng 5 năm trở lại đây. Chưa rõ những đồn đoán về Chủ tịch Thưởng từ chức có chính xác hay không, nhưng một sự thật đã hiển lộ trước mặt công chúng và quốc tế, đó là nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thối nát đến mức không cần màu mè che đậy nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin vụ Chủ tịch Thưởng từ chức, quyền lực vô đối của Công an Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.